Nhật ký của anh Chi. Những ngày đầu ở trung tâm, thật là nhiều nỗi nhớ. Mình nhớ ông, nhớ cô Hà, nhớ chú Vũ, bà Lan, bà Tuyết. Thật ra, ở nơi này cũng rất tốt. Chỉ tiếc là những người mình mong nhớ lại chẳng ở đây. Anh Chi ơi, con có khách đến thăm này. Dạ. Hello. À, chú Vũ. Chú ơi, dạo này em Lucky thế nào đấy ạ? Dạo này em Lucky á hả? Rất là khỏe luôn, và còn nhớ chị Chi nữa. Dạ. Bữa nào á, chú sẽ dẫn Lucky qua thăm Chi nha. Dạ vâng ạ. À, hay là chú cháu mình chụp hình đi. Chú chụp hình Chi, chú gửi cho cô Hà. Dạ vâng ạ. À, vậy bây giờ đứng đây, chú chụp Chi trước nha. Dạ vâng. Nào, Chi cười tươi nào, để cô Hà vui nào. Có khi nào một ngày mình hết yêu, biết chắc rằng dừng lại thật khó khăn. Nay anh tới thăm xem anh Chi thế nào. Cô bé ổn cả, cũng vui và nhớ cô Hà. Giống như anh vậy. Mình lại ngược lối đi. Phải chăng yêu thật nhiều, nhận lại là nỗi đau. Sau hết tất cả, nghẹn lời nói ra rằng ta đã sai. Trông hai chú cháu vui quá. Nhặt từng mảnh ghép, giờ đây đã vỡ vụn như con tim đặt vào. Lần tới em có muốn cùng đón Lucky tới thăm anh Chi không? Không còn được ngủ yên, chậm lại một chút để quên dần không có ai ở bên. Tôi sẽ tự chủ động. Sao? Từ ngày gặp Lucky, anh hay nhớ về bạn Lucky ngày xưa của chúng ta. Đường lặng im nữa, phía trước vẫn còn đoạn đường phải đi. Nên là chính mình, sau những tổn thương vấp ngã sẽ lại đứng lên. Tận cùng niềm tin là thế, một lời xin lỗi tháng ngày tuổi xuân đã cho. Chắc có lẽ để cho thời gian trả lời. Phải chi ta sẽ trở lại nơi ban đầu. Lucky đã từng đợi anh rất lâu, nhưng rồi nó cũng dần quen và dần quên. Đâu ai nhớ mong một người mãi được. Anh em biến mất rồi. Điện thoại cũng tắt máy rồi. Đến trường học, anh em cũng không đến nữa. Còn trạm bình an, hóa ra là cũng bàn giao lại rồi. Lucky ơi, mày nghĩ thử xem, vì sao anh ấy lại làm thế? Anh ấy có thể vẫn đi, nhưng mà sao lại không tạm biệt chúng mình nhỉ?
Mình về thôi Lucky. Về thôi. Anh ấy đi rồi. Đi cũng được 6 tháng rồi. Cho dù có thế thì mày vẫn còn có tao mà. Ừ, có em chăm sóc, Lucky chắc không thiệt thòi. Không biết về già nó thế nào. Tạm biệt nha Lucky. Thật vui ở một thế giới khác nhá. Còn tao, tao cũng sẽ giống mày. Tao sẽ không chờ đợi nữa. Làm sao mà chờ một người đến lời từ biệt họ cũng tiếc với tao. Lucky nhở. Tao sẽ phải tập quên thôi. Quên đi mối tình đầu của chính mình. Tuổi đời một chú chó cũng chỉ mười mấy năm, cho nên đương nhiên Lucky không thể nào chờ đến khi anh quay lại. Còn em thì sao?